Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Radio Đồng Ca Nhỏ. Hôm nay mình chia sẻ về cái tâm tình của cái ngày tháng dịch bệnh, về cái chuyện trợ cấp. Coi như là mình tổng hợp tất cả những cái tin mà mình thấy được ở trên mạng thì có nhiều video clip cũng như là nhiều cái bản tin đưa đi từ trên các nền tảng mạng như là TikTok, Facebook, YouTube thì mình thấy là chính quyền, những người cấp cao thì nói cái chuyện trợ cấp là sẽ đến được với tất cả các người dân, mỗi đầu người là 1,5 triệu, chứ không có phải là một hộ là 1,5 triệu. Và đối tượng nhận là bất kể ai, không có đặt nặng cái vấn đề giấy tờ tạm trú tạm vắng, cứ miễn là người dân đang sống trong mùa dịch. Và dĩ nhiên là ai cũng đang sống trong mùa dịch rồi. Nói chung là ai là người Việt Nam và thậm chí có thể là người nước ngoài sẽ đều được nhận tiền trợ cấp, là một đợt là 1,5 triệu, thì đợt này là đợt thứ hai rồi. Và có một ít gạo ở trong đó. Thì cũng chia sẻ là khi mà cái phát ngôn của các cán bộ cấp cao của thành phố mà nói như vậy thì mình thấy cái tính mà tính công bằng nó rất là cao. Và cái tính gọi là chia sẻ cho tình người nó rất là nhân văn. Nhưng mà không hiểu sao trên mạng nó phẫn nộ, thì mình tìm hiểu mình mới thấy là khi mà cái lời nói của cán bộ cấp cao truyền xuống với lại các những cái cấp dưới của mình, phường, xã hay ấp, thì mọi thứ nó bị khác đi rất là nhiều. Ví dụ như ở xóm tôi thì kêu người này nhưng mà không kêu người kia, và chắc nhiều xóm cũng giống như vậy, là có người nhận được, có người không nhận được. Rồi có những cái clip là nhận thì nhận gạo, mà ký thì bắt là ký là đã nhận tiền 1,5 triệu, thì rất là khó hiểu. Nói chung là cái nó lòi ra cái sự gian manh mà nó lộ liễu quá. Rồi tôi coi cái clip, tôi thấy có cái anh kia với lại cái chị này cũng ở trọ, rồi hai người, mấy người bạn ở trọ đi về hết, thì bây giờ họ trở thành hai cái hộ. Thì về nguyên tắc là họ là mỗi người phải được 1,5 triệu. Thì thấy hai người đó là cái anh cán bộ kia, anh mới ngồi anh nói là giờ mấy người ở trọ chung với lại quý vị về hết rồi, lẽ ra hai quý vị là không có được nhận. Nhưng mà thấy tội quá cho nên thành ra là gộp hai người lại thành một hộ, có nghĩa là hai người này ở riêng chứ không ở chung. Thì phát cho 1,5 triệu, là chia ra mỗi người 750. Nghĩa là cái cách tính với lại cái cách xử lý nó không có đồng bộ và nó lạ lùng. Về cái chuyện mà phát trợ cấp thì trong cái dịch bệnh nè, tinh thần ai cũng xuống, vật chất thì dĩ nhiên là bị hao tổn, mà còn gặp cái cảnh mà xào chẻ của mấy cán bộ cấp dưới, thì mình thấy là cái chuyện đó nó làm cho người ta phẫn nộ từ từ. Mà cái này nó nguy hiểm. Nó nguy hiểm là bởi vì có những cái khuất tất gì sau đó thì mình không biết, nhưng mà trên một cái bình diện chung của xã hội mà nếu như cứ tạo ra cái mâu thuẫn nhỏ như vậy thì nó rất là nguy hiểm. Có những cái chuyện mà nó xảy ra mất an ninh rất là bình thường. Ví dụ trong xóm tôi vừa rồi cũng phát gạo, phát người này phát người kia, tôi thì không có nhận được gì hết. Ban đầu tôi ngồi tôi nghĩ là chắc tôi là cái người không có giấy tạm trú tạm vắng, cho nên thành ra là tôi không có được nhận. Bởi vì lúc mà tôi từ Cần Thơ tôi chuyển lên thì nó rơi vô cái mùa dịch cho nên không có làm giấy được. Thì tôi ngồi tôi nghĩ là chắc do như vậy, nhưng mà cuối cùng không phải. Chính quyền thành phố nói là bây giờ không có tạm trú thường khẩu hay cái gì hết, cứ miễn là người dân, một đầu người là sẽ được nhận 1,5 triệu, chứ không cần hộ hay gì hết. Thì mình mới ngồi, mình nghĩ vậy sao mình không có. Mà nó cũng không ai đã động đến mình. Tôi thì tôi cũng không có thèm khát gì mấy chuyện đó, bởi vì trong cơn đại dịch thì cách nào đó thì mình cũng đã bơi được tới đến bây giờ, chứ đâu có thiếu chi 1,5 triệu với 10 mấy ký gạo. Nhưng mà mình thấy
nó liên quan đến mình, cho nên thành ra là mình cũng nói. Tại vì cái cách đó, một cách nào đó thì mình cũng là một người công dân Việt Nam, mỗi nơi phát mỗi khác mà làm cho người dân người ta bất bình. Ví dụ như hai cái người hàng xóm chơi rất thân với nhau, đùng cái công an phường gọi cái người đó ra nhận mà lại không gọi cái người bên nhà ra nhận, tự nhiên hai cái người đó người ta bị sườn với nhau. Đó cũng là điều không nên. Dĩ nhiên người ta nói là trong cái cách giao tiếp hàng xóm với nhau thì cái chuyện đó có gì đâu mà giận, nhưng mà thực chất là họ một bên là được ghi nhận là người Việt Nam, là công dân Việt Nam trong mùa dịch, một bên là không được nhận, thì cái chuyện đó nó đụng cho lòng tự trọng của người ta chứ. Thì mình là người, cùng là người Việt Nam, cùng là đồng bào với nhau mà có những cái mâu thuẫn xã hội nó tự tạo ra như vậy bởi những cái người làm việc không có cái tầm nhìn xa, nó dẫn đến mấy cái chuyện mâu thuẫn xã hội không đáng có. Thì chỉ có vài lời chia sẻ như vậy về cái chuyện trợ cấp. Cái chuyện của tôi nó mới nói nhỏ bằng một cái câu chuyện móng tay thôi, chứ còn ở trên mạng mà video nó tràn lan, mọi người có thời gian thì mọi người cứ tìm hiểu qua. Có những nơi người ta, có những cậu thanh niên livestream lên với sự cản trở của gia đình là nó thôi đừng có nói gì hết. Có lẽ là cậu cũng bức xúc, cậu mới nói là bây giờ cả nguyên cái xóm tiền trợ cấp thì không có, mà xuống lâu lâu phát, ngày hôm nay xuống phát mới thấy mặt, phát cho mỗi người được bó hành lá mà nó dập đen thui. Cậu mới bức xúc, cậu lên mà nói vậy. Thì có nhiều những cái câu chuyện như vậy đang tràn lan trong cái chuyện trợ cấp. Thì mình chỉ có mong là không có chuyện trợ cấp này thì dĩ nhiên người dân người ta vẫn bơi qua cho đến thời điểm này được. Nhưng đừng có vì cái chuyện trợ cấp mà cái nhân phẩm con người nó bị đem ra trở thành một cái món hàng để có thể định giá người này cần và người kia không cần. Bởi vì đó là nhân phẩm, là phẩm giá của mỗi con người. Đừng đụng vào những chuyện đó bằng những ký gạo hay là những cái đồng tiền lẻ. Dĩ nhiên dân còn khổ. Có những người 1,5 triệu rất bình thường, có những người 1,5 triệu rất lớn. Vậy thì ở cái phần của tôi không nhận được thì mình không nói gì là cao thượng, coi như là mình nhường cái phần đó cho những người khổ hơn. Và nếu như chúng ta mà ai cảm thấy mà mình có dư rồi, hoặc mình có đủ rồi, hoặc là mình vẫn còn ít thôi, mình còn cầm cự được, thì cứ nhường cái phần đó cho người khác cũng được, coi như là mình nhẹ cái lòng. Chứ nếu mà mình cứ nhảy vô mình sâu xé, mình nói đủ lý lẽ để có được cái đồng đó với lại chính quyền, thì cái chuyện đó cách nào đó nó hơi nhục một chút xíu, là bởi vì chúng ta phải đi đấu tranh với lại một cái chuyện nó không đáng. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xa nhau 2 năm rồi đó, bây giờ gặp nhau ôi sao thật khó. Chỉ thấy nhau trên Face, trên Zalo, khắp nơi thấy dáng bộ đội cũ. Nhà nhà vội vô siêu thị gom đồ, ai ở đâu thì yên ở đó, nhưng mãi ở đó thì yên ở đâu. Bóng ma vô hình virus tao, từng ngày trôi qua giam giữ đời nhau.
ai ở đâu thì yên ở đó. Nhưng mãi ở đó thì yên ở đâu. Em ơi gắng giữ cho ta ngày sau. Hẹn Sài Gòn sớm lại cùng nhau. Ai ở đâu thì yên ở đó. Em còn ở đó anh làm sao yên. Ở đó mà sao anh thấy trong lòng buồn lo, khắp nơi bóng dáng bộ đội cụ Hồ. Sài Gòn ngày tháng không còn như thơ, đôi ta xa nhau 2 năm rồi đó. Bây giờ gặp nhau ôi sao thật khó, chỉ thấy nhau trên Face, trên Zalo, khắp nơi thấy dáng bộ đội cụ Hồ. Nhà nhà vội vô siêu thị gom đồ. Ai ở đâu thì yên ở đó. Nhưng mãi ở đó thì yên ở đâu. Ôi bóng ma vô hình virus tao. Từng ngày trôi qua giam giữ đời nhau. Ai ở đâu thì yên ở đó. Nhưng mãi ở đó thì yên ở đâu. Em ơi gắng giữ cho ta ngày sau. Hẹn Sài Gòn sớm lại cùng nhau. Ai ở đâu thì yên ở đó. Em còn ở đó anh làm sao yên. Ai ở đâu thì yên ở đó. Nhưng mãi ở đó thì yên ở đâu. Ôi bóng ma vô hình virus tao. Từng ngày trôi qua giam giữ đời nhau. Ai ở đâu thì yên ở đó. Nhưng mãi ở đó thì yên ở đâu. Em ơi gắng giữ cho ta ngày sau. Hẹn Sài Gòn sớm lại cùng nhau. Ai ở đâu thì yên ở đó. Em còn ở đó anh làm sao yên.